phút 22. Trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra trên sân Bukit Jalil. Đoàn Văn Hậu phất một đường bóng dài để Phan Văn Đức băng xuống bên hành lang cánh trái. Cầu thủ Nghệ An lướt đi như một cơn gió, vượt qua hậu vệ đội bạn rồi thực hiện cú càng ngang hướng bóng đến vị trí của Quang Hải. Tỷ số lúc này đang là không đều. Nếu như có được bàn mở tỷ số, tuyển Việt Nam sẽ dễ đá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đường truyền của Phan Văn Đức đã bị trung vệ đội bạn cắt ngay trước khung thành. Bóng bật ra, bất ngờ một bóng áo đỏ lao đến thực hiện cú đệm lòng. Dù cho cả hậu vệ và thủ môn đội bạn đã rất cố gắng, nhưng không thể ngăn cản được bàn thắng đến với tuyển Việt Nam. Người đã ghi bàn thắng quý giá ấy chính là Nguyễn Huy Hùng. Nguyễn Huy Hùng sinh ngày 2 tháng 3 năm 1992 tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội. Mảnh đất mà năm 2018 người ta gọi vui là miền Đông nước Anh, nơi đã sản sinh ra rất nhiều những tài năng bóng đá nước nhà, có thể kể đến như Quang Hải, Duy Mạnh, Nguyễn Huy Hùng. Gia đình Huy Hùng chỉ có hai chị em nên anh rất được bố yêu thương chiều chuộng. Nhà ở Đông Anh nhưng không có cơ hội tập bóng gần nhà. Mỗi ngày bố anh vẫn chở anh hơn 20 cây số qua nhà thi đấu Gia Lâm chơi bóng. Có lẽ những năm tháng ấy, bóng đá ban đầu với Hùng chỉ là thú vui trẻ thơ, nhưng dần dà, cậu nhóc ngày xưa đã bộc lộ những năng khiếu, cầm bóng tốt, có khả năng dè dắt qua người. Sau đó, Huy Hùng gia nhập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội TVT. Năm 2011, anh được xếp chơi cho đội trẻ Hà Nội ACB. Từ năm 2012, Nguyễn Huy Hùng chuyển sang chơi cho Sông Lam Nghệ An theo dạng cho mượn, tham gia giải U21 quốc gia. Đáng tiếc là chàng cầu thủ trẻ chưa để lại dấu ấn gì. Đây cũng chính là mốc thời gian nhiều biến cố nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Đông Anh. Sau khi trở lại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, đúng vào thời điểm ông bầu Nguyễn Đức Kiên vướng vào vòng lao lý, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tạm dừng tham gia tất cả mọi giải đấu và đứng bên bờ vực phá sản. Bấy giờ, hàng loạt cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trong đội lao đao tìm bến đỗ mới. Với một tân binh 20 tuổi như Hùng, anh đã nghĩ đến việc về nhà làm ruộng với bố mẹ. Nhưng may mắn thay, đúng lúc này tiền vệ trẻ gặp được quý nhân phù trợ, đó là huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Thầy Phúc sau này từng kể lại, trong số những cầu thủ trẻ của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đang không biết đi đâu về đâu, ông đặc biệt ấn tượng với Nguyễn Huy Hùng, một cầu thủ có tiềm năng và có tinh thần thi đấu vững vàng. Dưới sự đề xuất của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, câu lạc bộ Hà Nội chấp nhận chiêu mộ Huy Hùng. Về với câu lạc bộ Hà Nội, Huy Hùng như cá gặp nước, anh trở thành nhân tố chủ chốt, mắt xích quan trọng ở giữa sân của đội bóng lúc bấy giờ chơi ở giải hạng nhất quốc gia. Với những màn trình diễn ấn tượng, Huy Hùng được huấn luyện viên Hoàng Minh Phúc triệu tập lên U23 Việt Nam khi ông nắm quyền ở đội tuyển này. Thầy Phúc đã tính toán để Huy Hùng cùng Ngô Hoàng Thịnh đá cặp với nhau ở giữa sân. Đây sẽ là bộ đôi vững chắc cho tuyến giữa của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27. Nhưng không may mắn là cả hai tiền vệ trẻ đều dính chấn thương, không thể tham dự giải đấu. Đây vẫn luôn là niềm tiếc nuối của ông thầy người Hà Nội. Sau khoảng thời gian u ám, năm 2014 đánh dấu mốc thời gian chàng tiền vệ bước ra ánh sáng làng bóng đá Việt Nam. Huy Hùng gây ấn tượng mạnh mẽ với huấn luyện viên Toshiya Miura trong chiến thắng 4-1 của Olympic Việt Nam trước Olympic Iran tại ASEAN 17. Từ một cầu thủ chơi ở giải hạng nhất, anh bỗng trở thành con cưng của ông thầy người Nhật Bản. Ông từng đánh giá, dù Hùng chỉ chơi ở giải hạng nhất, nhưng Hùng dư sức để chơi ở đội tuyển quốc gia. Vì vậy, Nguyễn Huy Hùng có tên trong danh sách tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2014. Chiến lược gia người Nhật Bản chính là người đã thực hiện hóa giấc mơ lên tuyển của chàng tiền vệ khi ấy mới 22 tuổi. Huy Hùng từng chia sẻ rằng, anh nhớ như in khoảnh khắc đàn anh Lê Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Năm đó Hùng chỉ là một cậu nhóc đang học lớp 10 và khát khao một ngày được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Không ngờ rằng sau này ước mơ ấy đã trở thành sự thật và anh còn được sát cánh với những người Hùng năm đó là Công Vinh, là Tấn Tài. Chàng tiền vệ cao 1m75 thi đấu trọn vẹn 5 trận tại AFF Cup 2014. Huy Hùng cùng Ngô Hoàng Thịnh đã được kết hợp tạo nên tuyến giữa vững chãi cho tuyển Việt Nam. Hùng còn đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Lào tại vòng bảng. Năm đó, Huy Hùng trở thành một hiện tượng của bóng đá Đông Nam Á. Tiền vệ có màn trình diễn tuyệt vời ở trận bán kết lượt đi với chiến thắng 2-1 của Việt Nam ngay tại Malaysia. Thống kê trận đấu đó, với vai trò nhạc trưởng của tuyển Việt Nam, Hùng có 80% đường truyền chính xác, tỷ lệ xoạc bóng thành công 100%. Anh giành chiến thắng trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi với tỷ lệ 71,43%. Một số tờ báo khu vực thời điểm đó còn đánh giá Huy Hùng có tố chất để vươn lên tầm châu lục. Sau một năm rực rỡ cùng đội tuyển quốc gia, Nguyễn Huy Hùng quyết định đầu quân về câu lạc bộ Quảng Nam. Trong 6 mùa giải khoác áo câu lạc bộ Quảng Nam, Huy Hùng ra sân 118 trận. Anh là nhân tố chủ chốt trong hành trình vô địch V-League 2017 của câu lạc bộ Quảng Nam và gắn bó với câu lạc bộ này cho tới khi Quảng Nam thất bại trong cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm ngoái. Mùa giải năm nay, anh gia nhập câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Năm 2015, Huy Hùng tiếp tục cùng tuyển Việt Nam chinh chiến tại SEA Games 28. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam chỉ giành được huy chương đồng.
Năm 2016, dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng, Huy Hùng không còn được trọng dụng. Tại AFF Cup năm đó, anh không thể cạnh tranh với một đàn em tài năng không kém là Lương Xuân Trường. Cứ như vậy, tên tuổi của Huy Hùng chìm vào lãng quên trong khoảng 3 năm. Tới năm 2018, anh lại được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên tuyển quốc gia, chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2018. Đáng tiếc, chấn thương nhẹ trước mùa giải làm giảm đi cơ hội tranh suất đá chính của anh. Bất ngờ, Huy Hùng được ông thầy Ngàn Quốc bố trí đá chính ở trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil, Malaysia. Trong một trận đấu biết trước là sẽ rất khó khăn trên sân khách, tuyển Việt Nam cần một người có khả năng cầm trịch tốt ở khu vực giữa sân. Ngoài ra, người này còn phải tranh chấp tốt để đối chọi với các cầu thủ to con và thô bạo của Malaysia. Không ai khác, chính Huy Hùng là sự lựa chọn thích hợp. Mặt khác, tiền vệ này có kinh nghiệm đối đầu với người Mã năm 2014 trong một trận cầu có tính quyết định tương tự. Trong lần đầu tiên được đá chính, tiền vệ 26 tuổi không bỏ qua cơ hội tỏa sáng. Chính anh là người băng vào dứt điểm mở tỷ số cho tuyển Việt Nam khi trận đấu mới bắt đầu được 20 phút. Huy Hùng chính là nhân tố bất ngờ mà thầy Park để dành cho trận chung kết. Như bao cầu thủ khác, cuối cùng Huy Hùng cũng được trọn vẹn giấc mơ, nâng cao cúp vô địch Đông Nam Á. Với những gì đã thể hiện, Huy Hùng tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục giải vô địch châu Á Asian Cup 2019. Mỗi khi được trao cơ hội, tiền vệ trụ bên phía tuyển Việt Nam luôn thi đấu với hơn 100% sức lực. Huy Hùng góp mặt ở mọi điểm nóng để tăng thêm sự chắc chắn cho hàng thủ của đội nhà. Anh đã đóng góp một phần sức lực giúp tuyển Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào vòng bảng để đánh bại Jordan tại vòng 1/16. Đối mặt với Nhật Bản ở tứ kết châu lục, Huy Hùng cùng đồng đội chỉ chịu để thua với bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền. Theo lối tư duy thông thường, định nghĩa về một tiền vệ xuất sắc sẽ là những cầu thủ có đôi chân dẻo quẹo, dính bóng như keo, có khả năng tung ra những pha mở bóng chính xác nhưng đường truyền với độ sát thương cao, hoặc có thể là những chiến binh ở khu vực trung tuyến, những cầu thủ giàu thể lực, sức mạnh, sẵn sàng đâm va, xoạc bóng và thậm chí là đoạt bóng trong chân của đối phương một cách thô bạo. Thế nhưng với Huy Hùng, anh không thuộc những mẫu tiền vệ như vậy. Cầu thủ số 29 không khiến người hâm mộ phải trầm trồ thán phục bởi những đường truyền sắc như dao cạo, giống như Quang Hải hay Xuân Trường, cũng không khiến người hâm mộ hưng phấn, thích thú với những pha tranh chấp quyết liệt như Đức Huy hay Hoàng Thịnh. Thi đấu ở vị trí mỏ neo nơi hàng tiền vệ, các cầu thủ có hai lựa chọn, một là tham gia tranh chấp, lao vào những cuộc đấu tay đôi đầy rủi ro nhằm giành lại bóng từ phía đối phương, hai là sử dụng óc phán đoán, di chuyển hợp lý để ngăn chặn bóng trước khi nó được luân chuyển tới điểm đến tiếp theo. Huy Hùng lựa chọn lối đá thứ hai, lối đá phòng ngự ở đẳng cấp cao, yêu cầu kinh nghiệm, óc quan sát nhưng cũng ít được chú ý hơn. Bởi vậy, mỗi khi đội nhà giành chiến thắng, Huy Hùng ít khi nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Ánh đèn sân khấu luôn được tiền vệ này trao lại cho những đối tác đã gặp cùng anh, từ Thế Cường, Thanh Hưng cho tới Xuân Trường, Hoàng Thịnh. Dù trở thành tiền vệ sáng giá từ năm 2014, nhưng có lẽ đời tư của Huy Hùng chỉ thực sự được quan tâm sau AFF Cup 2018. Dân mạng phát hiện Huy Hùng trên sân là một cầu thủ bản lĩnh và lạnh lùng, nhưng lại là một người bạn trai rất tâm lý và tình cảm ngoài đời thực. Anh không ngần ngại khoe những hình ảnh tình cảm cùng bạn gái trên mạng xã hội. Được biết, nửa kia của Nguyễn Huy Hùng là Nguyễn Thùy Dương, sinh năm 1995. Cô từng theo học khoa sân khấu Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thùy Dương có ngoại hình xinh đẹp không thua kém bất cứ hot girl nào. Cô và chàng tiền vệ gốc Hà Nội đã có khoảng thời gian 6 năm bên nhau trước khi chụp một bộ ảnh cưới vô cùng lãng mạn vào tháng 5 năm 2020. Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid cũng như do công việc bận rộn nên hiện tại cặp đôi này vẫn chưa thể tổ chức đám cưới. Thùy Dương đam mê diễn xuất và hiện đang kinh doanh online rất thành công. Nhờ vậy mà Huy Hùng và Thùy Dương đã mua được một xế hộp tiền tỷ. Bên cạnh đó, cặp đôi còn xây dựng được một căn nhà cao tầng khang trang. 29 tuổi, ở độ tuổi không còn quá trẻ của nghiệp cầu thủ, Huy Hùng đã có được thành công với hai lần bước lên đỉnh cao ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Một đám cưới với mối tình 7 năm đang chờ đợi anh trước mắt. Với một cầu thủ bình dị như anh, vậy là quá đủ. Chúc cho anh có những ngày tháng tiếp theo trong sự nghiệp thật thành công. Mong rằng một ngày sẽ lại được thấy anh trong màu áo đỏ. Cảm ơn anh. Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Huy Hùng.